Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Đây là những người dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Tương lai chúng ta về thế giới cực lạc, những người dũng mãnh này cũng dẫn những người ở thế giới cực lạc đang đi cúng dường mười phương chư Phật. Ví dụ như quý vị ở trong cái quốc độ này, khi khởi xướng sự tu hành thì mình là người dẫn đầu dũng mãnh, thì khi về thế giới cực lạc thì cái nhân cái quả tương đồng quý vị. Mình cũng dẫn hàng thánh chúng ở thế giới cực lạc đi mười phương chư Phật để cúng dường và nghe pháp, nhớ nghe. Nên cái duyên mà dũng mãnh á, thì đi đến quốc độ nào cũng là đều những bậc thượng thủ, nhớ. Còn nếu như mình thành tựu mà hơi giải đãi một chút thì cái nhân cái quả nó phù hợp thôi. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình ở cái quốc độ này nè là nhân địa, mà đã là nhân địa tu hành mà nhiệt tình hết mình, nhân địa tu hành mà phát tâm rộng lớn, nhân địa tu hành mà vì người dám hy sinh, thì khi thành tựu con đường giải thoát của mình thì cái quả địa của mình cũng thù thắng. Cũng như quý vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ mà nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nhân địa của Ngài tu thù thắng quá, đặc biệt quá. Nên mỗi ngày mình dũng mãnh tinh tấn tu hành, mình nghĩ về thế giới cực lạc, tự nhiên mình tu mình hưng khởi cái tâm. Bữa nay cũng 1.000 thành viên tu đấy vị, đó là số lượng người đông lắm đó. Nhớ vị nhớ rằng là mình tu cái giờ này á, là cái duyên của mình với chúng sanh sống thì không nhiều, mà cái duyên với mình chúng sanh mà chết mà chưa siêu thì đâu. Đại lão ở Thượng Tịnh Không này nói rằng có khi bạn không có cơ hội tu duyên đối với tất cả chúng sanh còn sống luôn, nhưng mà một câu Phật hiệu này bạn lại có duyên tu với tất cả chúng sanh vô hình cực kỳ độc. Đó là Hòa Thượng không hề nói đúng. Một chiếc máy niệm Phật của bạn để ở nơi nào đó, nhà bạn là cách xa mấy chục cây số cảnh giới của quỷ thần, cảnh giới vô minh, vẫn được nhờ nương tựa vào đó niệm Phật. Nên họ cảm ơn bạn, họ sẽ làm thần hộ pháp hộ trì cho bạn. Nên quý vị thấy phải rõ ràng cái giờ này quý vị tu vì rất tỉnh táo, tu rất khỏe và rất tỉnh luôn quý vị. Thật sự là có sự hộ trì quý vị. Nếu như mà mình mà giải đãi là mình tự nhiên sẽ thấy bỏ cuộc liền. Nhưng khi quý vị dũng mãnh tinh tấn, con người vì nó tỉnh táo vô cùng, nó hừng hực cái tâm. Những đức nói rằng tu cái giờ này tại sao những đức thích, vì cái tâm mình nó hừng hực lạ lắm quý vị. Hình như là nó nuôi dưỡng được bồ đề tâm cực kỳ mạnh luôn. Tại vì giờ này là cái giờ khó quý vị, khó mà làm được thì nó tăng duyên phước của mình, tăng thiện duyên của mình, tăng thượng duyên của mình, nuôi dưỡng bồ đề tâm mình càng kiên cố kiên định để cầu sanh cực lạc. Và những chúng sanh vô hình người ta cảm ơn mình vì cái sự tu tập này mà họ được nhờ đó quý vị. Vì nhớ rằng có rất nhiều người, người ta nói rằng người ta đến một nơi nào đó ở, người ta ở không yên được, có khi đêm hôm ngủ thấy những giấc mộng kỳ cục. Người nào yếu yếu thì ngủ thấy những cái người mà người ta mắc mà tay chân gì cục gì, đầu không có rồi, người gì tùm lum, loại người kỳ cục lắm, bò lết khổ lắm. Quý vị biết rằng cái cõi nhân sinh bây giờ mà cái nghiệp mà bỏ em bé nhiều quá, bỏ em bé quá nhiều. Đại lão ở Thượng Tịnh Không này nói rằng là cái cảnh giới đó của người ta đông mà đến mức mà có khi che chướng trời đất, làm cho mặt trời mà gọi là giống như nắng gọi mờ mờ luôn, là quán khí vậy, nhiều đến mức vô cùng. Tuy là nhỏ bé nhưng mà quá nhiều rồi, thành một đại quán khí. Đại quán khí, mà đại quán khí nặng nề như vậy, quán là quán thù quý vị. Đại quán thù nặng nề như vậy thì chúng ta có nhiều kiếp nạn,
Nên mỗi ngày mà mình từng nhà dụng công tu như vậy là nó hóa giải rất nhiều về cái quán thù của về mặt vô hình. Một câu Phật hiệu này phát lên là nơi đó quang minh phổ chiếu. Mà quý vị biết rằng người sống mình á, thì càng ăn uống ngon lành, còn người mắt thì người ta hưởng được cái sự Phật lực gia trì, người ta hưởng đặc biệt lắm. Cái tâm người ta sân hận khó chịu, chỉ cần quang minh phổ chiếu người ta được chạm thôi là con người người ta được giải thoát. Nên cái việc mà mình niệm Phật, mình tu hành này nè quý vị, cái người sống trong nhà mình nhìn đó được cảm hóa, mà người mắt trong gia đình mình, trong trong cái nơi gần địa phương của mình được nhờ lớn lắm. Không chi mà giờ này mà cả 1.000 gia đình, mà có khi như gia đình ví dụ như Minh Trung giờ này 3 người, nó 2 người, nó 2 người, 3 người rồi quá chèn luôn, thì cái số lượng này rất là đông quý vị à, không có giỡn đâu. Nó nên nó từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái từ trường này nó phát lên thù thắng lắm. Nó giống như nó thành một cái đại lực từ trường để phát ra cái chánh khí này, nó phát lên quá giải bớt cái tà khí. Nên nó bị biết rằng là cái giờ này tự nhiên mình cảm giác như mình tu nó cảm giác như nó hừng hực, nó vui trong lòng, mà tu xong nó nằm ngủ chút ngày sáng an lạc lắm nha quý vị. Có người nó nhẹ nhàng sao đâu á, à, đây là 100% luôn quý vị. Sao không biết cho những đức là cảm giác đó giống như cái cảm giác mình hưng khởi dẫn đầu quý vị, cảm giác mình hưng khởi dẫn đầu. Nên quý vị biết quý vị gần một con người mà có cái năng lượng cao á, vì gần người ta thì quý vị tu quý vị cũng khác nữa, 100% đi luôn. Quý vị thử quý vị tu với một người hay người nào đó mà họ là biến giải đãi mà bị bắt buộc họ lên tu đi, quý vị tu thử chung đi, quý vị sẽ cảm giác liền cái cảm giác quý vị muốn giúp họ nhưng mà quý vị rất nặng nề. Quý vị nhớ kỹ là thí dụ như bây giờ người nào người ta cũng tiến, người ta đi thì mình cũng đi, thì ai cũng có sức mà đi, còn một người nó lết không mình kè nó, mình cũng bị nặng chứ. Cái nguyên lý nó là như vậy đấy. Nên khi mình tu với người dũng mãnh tinh tấn, tại sao mình tu mình thấy an lạc? Quý vị biết rất là nhiều người khi người ta tu chung những đức, ta nói rằng tu với thầy sao thời gian qua rất là mau. Quý vị biết vì sao? Vì cái tâm tư những đức lúc tu những đức rất là quyết tâm, quyết chí. Rồi và mình tu mình rất là an lạc, nên người ta tu gần mình ta cũng hưởng cái sự an lạc. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng của Trần Lâm và Liên Phúc đi, đều là dũng mãnh tinh tấn thì tu chung nó an lạc vô cùng. Bởi vì biết nghe nó đồng sức đồng lực với nhau mà tu nghe. Cái âm điệu niệm Phật quý vị cũng hòa âm được. Mình thí nghiệm thử coi, nó hòa âm được. Còn nếu như mà một người mà người ta chưa phải phát tâm mạnh mẽ đó nghe, vì tu chung với người ta âm nó không hòa âm được. Nó không hòa âm. Mà quý vị biết rằng cái sự tu, quý vị biết tại sao trong mấy câu hỏi chúng đông người vì tu có nghĩa là sự an lạc nó ít không? Bây giờ mới hiểu nè, trong đại chúng đông người mà tại sao tu cái sự an lạc nó ít biết không? Tại vì cái âm điệu niệm nó không hòa âm cùng với tiếng niệm Phật, nó không hòa đồng nhất quý vị, nó lỗi chổi với nhau. Thí dụ như người già thì người niệm cách này, người niệm cách kia, người niệm cách nọ, người khỏe, người yếu, người đủ tới cách niệm, nên lúc niệm nó chổi âm. Khi nó chổi âm quý vị nghe âm Phật, quý vị nghe khó lắm. Đây là 100% luôn. Tại sao quý vị tu một mình, quý vị khi mà an lạc rồi, quý vị sẽ đến cái chỗ đông người, quý vị tu cảm giác nó chổi từ trường sao á. Tại vì quý vị biết vì sao? Vì một mình quý vị hoặc hai người nó tu quen chung thì nó thành hòa âm, âm với âm nó hòa lại được quen rồi. Còn một mình quý vị mà tu với cái âm điệu niệm Phật này, quý vị hòa âm cùng với tiếng niệm Phật, quý vị nghe rất nhịp nhàng, nghe rất khỏe luôn và tu rất an lạc. Thì ra là lúc trước chúng ta tu trong chỗ đông người mà tại sao mình không hưởng được sự an lạc này? Vì nó bị chổi âm, tâm loạn, cái từ trường nó bị loạn và nó chổi âm mấy vị. Nó chổi nên mình không có nghe được có Phật hiệu, mình niệm nó lơ 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 lơ. Quý vị thấy bây giờ tại sao mình tu một mình mà tại sao mình tỉnh nè? Tại sao mình tỉnh nè? Đó thì quý vị biết rồi đó. Cái sự lợi ích khi niệm Phật lớn lắm. Nên những đức nói quý vị, nếu mà có điều kiện quý vị nên đầu tư một cái tivi, mà bây giờ nó mới ra cái loại tivi mà nó có thể cài zoom cho mình luôn. Một cái tivi mà cài zoom luôn, kêu người ta lỡ điện máy xanh, kêu người ta một cái tivi nào mà cài zoom được luôn. Bây giờ zoom nó đang phát triển, cài zoom luôn, rồi xong một cái lo kết hợp chung, một cái tivi với một cái lo thôi, âm điệu rất hay, âm điệu rất hay. Và nhìn vô cái tivi nó có một ví dụ như trên là những đức, ở dưới nó có 3-4 hàng thêm, thì khi bị tu như vậy người sống nhìn cũng thấy đặc biệt, mà chư hương linh nhìn thấy cũng thấy đó là một đại chúng. Nên họ khi tu chung họ thích,
100% quý vị, vì tôi vì điều điều thích trên có những đức kế có 3-4 hàng vì tu chung sẽ khác hoàn toàn một chiếc điện thoại bé bỏng. Và âm điệu của chiếc điện thoại bé bỏng, quý vị biết, cái tiếng niệm của nó giống như là cái tiếng niệm gió vậy đó. Nó không phải là nó phát âm thật sự mạnh mẽ. Còn một cái loa mà hay hay, nó phát âm cực kỳ hay luôn. Và khi nó phát âm hay như vậy, bị hòa nhập cùng với âm đó. Và cái sự tu tập, quý vị, nó sẽ nâng cấp sự tu lên luôn. Bởi vì an lạc vô cùng tại gia đình, quý vị, trở thành một cái từ trường tuyệt vời khi tu hành. Những đức mà đưa lên cái tư tưởng này chắc là TV bán đắt chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên những đức dính chỗ nào là chỗ đó bán đồ đắt. Thật sự mà nói với vị tại đây nè, quý vị coi những đức nè, những đức thiết kế ở trên một bộ tam thánh rất đẹp nha. Ở dưới những đức thành là làm như một cái hộp vậy, để cái tivi vô. Ở bên đây là hai cái lo. Âm điệu nó cực kỳ hay luôn. Rất hay. Có nghĩa là cái này mình cần phải đầu tư. Vì mình đầu tư cái này là cho cái huệ mạng của mình. Và mình đầu tư cái này là cho người trong nhà mình luôn. Và mình đầu tư cái này là cho củ nguyên thất tổ ông bà mình luôn. Cái này đầu tư được, TV bây giờ rất rẻ. Rất là rẻ thật sự. Nên đầu tư một cái TV 65 inch luôn. Bự, thoải mái luôn. Nhìn người ta bự bự bự. Nhìn đứa ngồi gì mà nhìn quý vị. Mỗi một cái ô hình quý vị là bự hơn một chiếc điện thoại quý vị nhiều. Nên như đức nhìn vị rất là rõ ràng luôn. Mọi người ngồi như đức nhìn thấy vị rõ ràng luôn. Càng lướt lên cái vị ở chỗ nào như đức cũng thấy. Bị núp trong bụi như đức cũng thấy. Nên cái sự tu hành tại sao mình không đầu tư? Quý vị biết rằng cuộc đời con người sanh không ăn đến, chết không ăn đi. Một hơi thở thở ra không hít vào. Của cải vật chất ở thế gian đều để lại hết. Tại sao không tạo cái mà mình cầm theo? Tại sao mình không nhiệt liệt tạo cái mình cầm theo quý vị? Bây giờ mình còn khỏe, mình không cố gắng tu hành, mình chờ đến khi mình gần chết rồi, bản thân của mình hối hận sao? Bản thân mình hối hận sao? Nó thấy trong cái đạo tràng trên không trung, chúng ta có bạn đồng tu, gia đình có người mắc. Gia đình có một cô, hình như gia đình có người mắc. Họ để cái quan tài đó là và họ quay trực tiếp luôn. Nếu như mà con cháu tập trung ngồi niệm Phật nó thì tuyệt. Tới giờ lễ Phật thì con cháu cùng lễ Phật. Quá tuyệt vời. Làm được điều đó nó mới tuyệt vời. Còn chỉ quay thôi thì kết duyên sơ sơ thôi. Nghe được tiếng niệm Phật để đỡ một chút. Còn nếu như con cháu mà thương ông bà thì tập trung lại niệm Phật nữa thì càng hay. Tập trung niệm Phật rất là hay. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nhà quý vị có một tivi, có một cái đạo tràng tu như vậy cũng là một điểm hộ niệm luôn. Cái điểm đó là cái điểm hộ niệm luôn đó quý vị, cho người thân mình luôn đó quý vị. Tại mỗi ngày tu nó thành một đại từ trường rồi. Thì tới lúc quý vị cận tử nghiệp, quý vị nằm ngay chỗ đó là hộ niệm luôn rồi. Thì lấy nguyên một cái tivi, nguyên một số lượng con người đang niệm Phật, hộ niệm cho cái người này luôn. Tại vì mỗi ngày mình ở đây mình quen rồi quý vị. Tại sao mình không chuẩn bị cái này? Mình chờ ai? Mình chờ ai? Những đức nói với quý vị nghe phải rõ ràng quý vị. Quý vị bây giờ ngồi suy nghĩ thật kỹ cái lời nói những đức đi. Những đức không bao giờ có tâm mà mình đố kỵ ai. Mà những đức nói cho quý vị nghe rõ ràng cho quý vị. Tin vào Phật và quý vị phải tin chỗ này. Những đức nói với quý vị bây giờ lửa cháy, người ta nhào vô hộ niệm cho quý vị được không? Không bao giờ được. Đất sụp quý vị chờ người ta nhảy vô hộ niệm cho quý vị được không? Không có ai dám nhào vô hết chứ. Nói cho quý vị nghe một đám mưa thôi, người ta đã đến trễ rồi. Nếu có ban hộ niệm, người ta có khi đã đến trễ rồi. Không chỉ là lửa cháy, đất sụp, nước trôi, bão tố, đụng những chuyện chiến tranh hay chuyện này chuyện nọ, ai là người hộ niệm cho quý vị? Mạng lúc đó mỗi người tự lo còn không xong, làm gì có cái chuyện giúp đỡ cho mình. Nên rõ ràng mình tính vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà là cực kỳ chuẩn, quá chuẩn. Hướng dẫn cái này là thật sự chuẩn luôn rồi đó quý vị, không sai đâu. Tin vào bổ nguyện niệm Phật là cực kỳ không sai. Mình là hành giả tịnh độ, mình là đệ tử của Phật, mình phải dẫn dắt chúng sanh để tin Phật, tin nhân quả, tin nhân quả, tin Phật là đúng, hoàn toàn chuẩn. Nếu rằng kêu người ta tin mình và mình sẽ giúp được người ta, mình sẽ thất bại. Đây là mình hại chúng sanh, không phải đơn giản đâu. Vì bao nhiêu chúng sanh không thể nào mình giúp hết được. Nên những đức chỉ quý vị là chỉ quý vị, chính quý vị có khả năng, và chính quý vị là giúp ông bà cha mẹ của quý vị, hỗ trợ cho họ là được luôn tại gia đình, không phải đi đâu xa. Mỗi một gia đình đều có cái năng lực đó. Quý vị coi những cái giờ bình thường là cái điệu hộ niệm.
cái điệu hộ niệm họ quen rồi. Giờ lúc nào rảnh thì bắt ghế cho cha mẹ ngồi nhìn vô cái tivi hộ niệm, niệm Phật, niệm Phật hộ niệm, thấy không? Cái lúc cận tư nghiệp thì điệu hộ niệm, cả điệu lễ Phật này dùng luôn, cái lúc cận tư nghiệp luôn cũng được, đâu có sao đâu. Tại vì thường ngày họ cũng nghe cái điệu lễ Phật quen rồi, điệu lễ Phật và điệu hộ niệm quá quen. Thì bây giờ sau này chúng ta dùng hai cái điệu này để kết hợp, để giúp cho chúng ta luôn. Quá tuyệt vời. Chờ ở đây nữa bây giờ, chờ ai bây giờ đây? Nếu hoàn toàn mình tin Phật, quý vị biết tin Phật không phải là Phật ở thế giới cực lạc xuống đâu. Nhưng khi quý vị đã niệm Phật phát tâm cầu sanh cực lạc thì từ tâm quý vị đã có Phật A Di Đà rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống ta. Nên khi mình đã niệm Phật là mình đã niệm ông Phật phát động từ ông Phật trong tâm mình ra. Nên khi mình ở trong nước trôi lửa cháy đất sụp thì tức khắc lúc đó nó có thể phát triển được lục căn của mình, lục căn hữu dụng tự nhiên phát triển ra liền. Quý vị biết rằng bây giờ chúng ta lục căn chưa hữu dụng là vì bản thân chưa đến lúc cận tử nghiệp. Còn khi đã đến lúc gặp nạn, gặp sự cố mà tin vào Phật thì lục căn tức khắc hữu dụng liền. Thì quý vị biết Bồ Tát Quán Thế Âm vô nước không có gì, vô lửa không có sao, vô đất sụp không có một trở ngại gì cả. Có nghĩa là vô chướng ngại là gì sao? Lục căn hữu dụng. Mà muốn lục căn hữu dụng thì phải làm sao? Đối với ngũ dục lục trần mình phải nhẹ. Mình phải luôn luôn tin vào nhân quả, tin vào Phật thì lục căn mình hữu dụng liền. Có nghĩa là năng lực từ mắt, mũi đồ, miệng mình đồ, thân ý mình đồ, nó đều sáng lên liền, từ từ nó sáng lên. Trí mình cực kỳ sáng luôn. Vì thấy một ngày như đứa nói chuyện bao nhiêu bài chia sẻ, mỗi bài đều có một cái sự khác khác với nhau. Vì nghe thử đi, khác và nó có một cái năng lực cực kỳ mạnh luôn. Nó không phải là rì rề. Lúc trước quý vị biết những đức chia sẻ hai cái bài một câu hay mặc niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quá quý vị coi kỹ đi. Những đức không có dụng công tu, khi những đức lên chia sẻ thì cặp mắt những đức nó đang buồn ngủ luôn. Quý vị coi lại có phải không? Còn bây giờ quý vị thấy những đức nói chuyện hoàn toàn nó có một cái quay lực cực kỳ mạnh. Vì sao? Vì trước thời gian đó những đức tu một thời. Khi những đức tu một thời là những đức nương vào cái quay lực bổ nguyện của Di Đà mà những đức đem cái pháp môn tịnh độ chia sẻ cho quý vị và được Phật lực gia trì cho những đức, nên cái đầu óc rất tỉnh, tự nhiên nói nó có một cái quay lực nhiếp thọ cực kỳ mạnh. Những cái bài chia sẻ và pháp sau này nè, tuy là cư sĩ nhưng nó có một trọng lượng cực kỳ mạnh cho quý vị để gầy dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc, chắc chắn quý vị luôn. Nhất là cái giờ này nó háo hức vô cùng. Bây giờ chúng ta là những con người khổ đau nè, con người sống này khổ ít nè, con người chết nè, Trương Hương Linh nè, của quyền thất tổ nè, chưa siêu nè, quán năng trái chủ đang đeo theo mình đòi nợ nè, cực kỳ khổ. Quý vị công nhận khổ không? Bây giờ tất cả Trương Hương Linh mà nghe bây giờ khổ không? Khổ không? Theo báo thù người ta, mang tâm hận thù khổ không? Con người sống đây dặn người ta đâu mà đêm đó ngủ không được rồi, thật khổ. Không chỉ quý vị đeo theo đời đời kiếp kiếp đi chờ cơ hội báo thù. Bây giờ quý vị nghe như vậy rồi, buông cái tâm báo thù đi, nương vào bổn nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đi, thì giải thoát cái sự khổ đau. Giải thoát sự khổ đau thì hưởng sự an vui. Thế giới cực lạc là một quốc độ tuyệt vời. Đó là gì? Thọ mạng vô lượng. Trong tất cả cái vô lượng, trí tuệ vô lượng, năng lực vô lượng, phước báo vô lượng, tài nghệ vô lượng, bạn không thể nào đặc biệt bằng là thọ mạng vô lượng. Vì nếu bạn không có thọ mạng thì làm sao hưởng những cái kia? Trong khi cái quốc độ chúng ta đang sống đây, quý vị hưởng được bao lâu? Từ khi sinh ra 17, 18 tuổi, 19, 20 tuổi, quý vị có gia đình, quý vị phải là lo làm ăn, tạo ra một sự nghiệp. Quý vị khi đã có tiền thì quý vị đã già rồi, hưởng thụ cái gì? Cái quốc độ này hưởng thụ cái gì? Nếu như chúng ta không biết tu hành, không có tâm giải thoát thì sự hưởng thụ của chúng ta vô cùng tiêu cực, không hưởng thụ được gì cả. Tại sao chúng ta không chọn một cái chỗ đi về? Mình là người có trí tuệ mà, chọn một chỗ đi về mà có sức khỏe và trí tuệ, năng lực mà sức khỏe tuổi thọ là vô lượng, khả năng đi độ sanh vô lượng kiếp luôn. Mình không còn bị thối chuyển nữa rồi. Khi mình sanh về thế giới cực lạc thì là Bồ Tát bắt thối chuyển. Tuy là một kẻ phàm phu lè tè như mình mà khi sanh về thế giới cực lạc thì là Bồ Tát bắt thối chuyển. Bây giờ Chư Hương Linh hay là Quán Thăng Trái Chủ, của quyền thất tổ ông bà, chúng ta nghe như vậy rồi, buông xuống tâm hận thù về cực lạc là Bồ Tát bắt thối chuyển. Tuyệt vời, Bồ Tát bắt thối chuyển. Nghe cái rợn người lên, óc ác nổi lên luôn. Chắc chắn rằng người ta mừng vui vô cùng, mừng vui vô hạn. Vì người ta đã thấy rồi, người ta thấy một con đường rồi, người ta có thể giải thoát nè. Như vậy thì người ta vui chứ sao? Những cái câu nói này của những đức nó phát âm ra, từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình người ta được nghe đó. Không biết bao nhiêu chúng sanh vô hình được nghe, vui mừng vô cùng, nhảy múa tung tăng.
nhảy múa rằng mừng quá, mừng quá, vậy là tôi có cơ hội giải thoát rồi đúng không? Đúng. Phật A Di Đà đang phóng quang, họ đang được tắm mình trong quang minh, giống như những giọt nước cam lồ đang rưới xuống, họ được tắm trong những giọt nước cam lồ đó, tuyệt vời vô cùng, mát mẻ vô cùng. Cái giờ này tu không đơn giản, tu xong một thờ, cái buổi nói chuyện này mới cực kỳ là quan trọng nè, để khai thông những cái tâm mà quán thù, quán hận, báo thù, rửa hận buông xuống. Nên cái tâm quý vị sẽ an lạc, cái gia đình quý vị sẽ bình yên. Vì sao? Vì những cái sự quán thù, báo thù buông ra, buông ra. Vì thấy cái sự lợi ích này chưa? Như vậy là cái sứ mệnh những đức bước ra ngoài xã hội này, bước ra làm cư sĩ, đây là một sứ mệnh mới mẻ trong cuộc đời của mình. Quý vị phải công nhận điều này. Điều này không đơn giản. Tự nhiên lập một cái đứa mà số lượng người tu này, mà quý vị lại có một cách tu tuyệt vời. Một cách tu này là có 102 từ xưa tới nay mới xuất hiện. Những Phật tử ở nước Việt Nam này có phước, thật sự có phước. Tùy quý vị có tiếp nhận cái phước này hay không. Quý vị thấy chúng ta đã từng tổ chức những pháp hội cực kỳ lớn, quý vị đã cảm nhận được rồi. Cái sự mà lặp qua lừa lại, và giống như chúng ta sàng tới sàng lui, không biết cầm về được bao nhiêu. Sự làm ăn của chúng ta đầu tư cực kỳ lớn luôn, nhưng mà thạnh thì không được bao nhiêu. Đụng một cái cự kênh, chỗ ngồi đang lễ Phật đông người, lễ trước mặt mình, ăn cơm hồi sớm chưa tiêu, bà làm một trái mìn vô lỗ mũi mình, sân si nổi lên, bà xá Phật xuống, mình vừa nhủi cái đầu vô, búp vô mặt, tức tối. Xong ra ăn cơm, ra ăn cơm thì bắt đầu ban vô hộp cơm, tranh thủ lấy hộp cơm, thấy ghê không? Ngủ chặt chội, nhà vệ sinh gõ cửa, sân si nổi lên. Nên gọi là đầu tư tưởng đâu là lớn, nhưng cái thành của chúng ta, quý vị suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại không được bao nhiêu. Nhưng bây giờ mỗi lần lễ Ví Quan Âm, lễ Ví Di Đà, mỗi ngày tu hành, bảo đảm 100% đầu tư ít, lợi nhuận cao, tuyệt vời. Cái này là quý vị có phước lắm á, nó mới có cái nhà đầu tư tuyệt vời này. Những đức nói nếu như mà mỗi một gia đình này, mà một thành viên của những đức, mà mỗi tháng những đức chỉ cần lấy một người 500 ngàn thôi, 2.000 thành viên quý vị tính ra nhiêu rồi à, mà lấy làm chi? Tôi muốn lấy thế giới cực lạc kìa. Nếu mà một gia đình mà 500 ngàn phải trả cho tôi, vì tôi hướng dẫn tu rồi tôi chia sẻ Phật pháp mỗi ngày nữa, một gia đình 500 ngàn thôi, 2.000 gia đình này, một tháng tôi kiếm được 1 tỷ. Kinh chưa? Phải không? Tính đi nó, rồi từ từ tăng thêm nữa, vì nó chuyện dẫn chứ. Đó, nên từ nơi đó thật sự nhiều người, người ta muốn cúng dường tôi lắm á, rất nhiều người luôn, cúng đất cúng nhà quá trời luôn á. Tôi nói tôi muốn về thế giới cực lạc đó. Nó ở Tây Ninh, người ta cúng dường một cái đạo tràng cắt sẵn luôn. Những đức nói được nhận đó, nhưng mà sở hữu của quý vị sử dụng để tôi đó. Kệ, tại vì tôi muốn về thế giới cực lạc, đủ duyên tôi làm gì, lâu lâu tôi ghé ngang vậy đó, hiểu không? Nhưng mà khi quý vị không cần nữa, quý vị cứ cổ quý vị đó, không giành giật với ai cả. Vì sao? Tôi muốn về thế giới cực lạc. Thật sự đời này tôi muốn về thế giới cực lạc. Nếu như quý vị muốn ở đây tranh đấu cõi ta bà này, làm đi. Được cái gì? Được cái gì? Hãy về cực lạc đi bạn. Ai muốn về cực lạc đưa tay lên coi. Quyết tâm đời này phải về cực lạc. Vì thì không có buồn giận ai để trong tâm, không thấy mình thiệt thòi. Không buồn giận ai để trong tâm, không thấy mình thiệt thòi, không thấy mình nghèo, không thấy mình xấu, không thấy mình lùn, không thấy mình lé, không thấy mình hô, không thấy mình súng, không thấy mình si cầu que, không thấy những điều này nữa. Vì sao? Vì mình có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, nên mình không thấy mình như vậy nữa, không thấy mình bị thiệt thòi, không thấy mình là người mà gọi là dốt nát gì cả. Vì mình biết niệm Phật, tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Quý vị cứ nghĩ cái cảm giác một ngày nào đó Phật A Di Đà đem đài sen xuống, đưa xuống, thì bước lên đài sen, quý vị cảm giác làm sao? Cảm giác an lạc cỡ nào chưa? Chỉ cần một khoảnh tay này thôi là chúng ta đến Liên Trì. Quý vị đã gia nhập vào hải hội của Phật A Di Đà. Mỗi ngày ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Muốn ở dưới đất thì ở dưới đất, muốn ở không trung thì ở không trung, muốn ở lửng lửng thì ở lửng lửng.
Cái hoa sen chúng ta là một phương tiện để đi độ sanh mười phương khắp pháp giới. Tuyệt kìa. Trí tuệ quá trời thù thắng luôn. Năng lực quá lớn luôn. Nên phải về cực lạc quý vị à. Phải về cực lạc. Chư hương linh vì nghiệp phá thai, quán thắng cháy chủ, củ quyền thắc tổ, phải nghe chỗ này để niệm Phật về cực lạc. Mỗi ngày con cháu lên tu, phải lên tu chung với nó. Bữa nào nó ngủ quên kêu nó, kêu nó thức dậy tu. Quý vị mà siêng tu đi, bữa nào bị ngủ quên có người kêu đó. Không ai kêu, những đức lại kêu. Những đức lại kêu chẳng lắm. Chẳng lắm. Thức, thức chẳng lắm. Mở mắt ra không thấy ai cả. Chích mồ tới giờ tu, có ai kêu tu. Hiểu không? Nó siêng năng tinh tấn lên quý vị ơi, để chúng ta về thế giới cực lạc nghe. Ai gì đạo Phật. Ai gì đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. Ai gì đạo Phật. Ai cũng tươi vui ghê ha. Mặt an lạc quá. Kiểu này khỏi cần ngủ cũng an lạc. Chúc quý vị an lạc. Ai gì đạo Phật. Ai gì đạo Phật. Rồi. Chúc quý vị chúc ngủ ngon. Ai gì đạo Phật.